Quý Linh xin kính chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta đến với cuộc thi tháng. Ba đội đã xuất sắc vượt qua cuộc thi tuần. Hôm nay họ sẽ giành một chiếc vé vào vòng thi quý của chúng tôi. Trước khi gặp gỡ ba đội, xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ ban giám khảo: nghệ sĩ dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, ca sĩ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ sẽ là ba đội chơi. Chim sẽ bay bay lùm cây, nó đậu chim, nó đậu đông đà qua đồng, nó đuổi vô chim. Giờ cái bài hát đó mà gia đình mình đã bước vào vòng thi. Tình đất đỏ miền Đông. Chào những nụ cười thân quen. Gia đình mình có chịu nhiều áp lực so với cuộc thi tuần không ạ? Dạ cũng không có áp lực gì hết. Tại vì từ ban đầu là mọi người đã xác định là đi thi là để vui là chính, chứ không có phải là thắng thua gì hết. Thoải mái nhưng mà thấy chú thầy đờn sao thấy căng thẳng quá. Chú đang suy nghĩ điều gì ạ? Dạ bây giờ đang suy nghĩ không biết làm sao mà để về ở cái vòng cuối năm. Xin chúc cho gia đình chúng ta cứ giữ những niềm tin như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của đội thứ hai. Anh Chí ơi. Dạ. Dạ. Chào anh. Dạ xin chào. Trên như sông chiều nay tiếng ai hò nghe bâng khuâng. Anh có hài lòng với cái phần thi vừa rồi không? Rất là vui. Dạ. Dạ. À, vừa qua nhờ sự đoàn kết với nỗ lực của anh em đã đạt được cái thành tích như vậy thì sao đây? Nhưng mà nếu mà cho điểm thì anh nghĩ anh mấy điểm trong cái phần thi đó? Tự bản thân cho á. Em chắc khoảng 10 điểm rưỡi. Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu có một cái bài hát mà nó ở ngay thể loại mà anh rất khó biểu diễn, ví dụ trên đỉnh phù vân hay là gì đó, anh chết luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà đọc như thế bài đó thì khổ luyện một tiếng nữa mình sẽ cố gắng lên. Đây là một bài hát không hề đơn giản. Nhạc phẩm mang tên Mùa Xuân DK. Chào cả nhà, lần thi tuần chúng ta biểu diễn màu sắc quê hương. Hôm nay chúng ta hình như đổi đúng không anh? Dạ, kỳ lề chuyển lên đảo anh. Chuyển lên đảo. Cái tinh thần của người dân Việt Nam ta luôn luôn hướng về biển đảo mà. Anh nghĩ rằng mình có khoảng bao nhiêu phần trăm để giành lấy chiến thắng? Cái đội hình của em là đoàn kết là đầu tiên. Rồi đoàn kết sẽ là sức mạnh, mà sức mạnh sẽ chiến thắng. Xin được cảm ơn. Hy vọng với bao nhiêu kinh nghiệm mà trải qua bao nhiêu năm cho thuê âm thanh đó, thì kinh nghiệm đó cũng là sẽ giúp phần chúng ta giành lấy chiến thắng ha. Và bây giờ sẽ là gia đình cuối cùng. Dạ chào gia đình. Như thế thì lọt qua vòng thi tuần là đúng rồi. Là gia đình mình là những gia đình đến từ miền Bắc. Thì ví dụ như rơi một bài hát dân ca miền Tây Nam Bộ thì sao? Đó là khó khăn vì giá sạch. Đúng, phải trong khó khăn phải vươn lên chứ. Là một cuộc chơi mà mình cố gắng hết mình, cho dù thắng hay thua vẫn là chiến thắng. Đây, xin chúc mừng gia đình đến chơi Ngẫu Hứng Sông Hồng. 2, 3. Trước chúng ta đã biểu diễn một tiết mục cũng rất là tự hào về cái truyền thống vẻ vang của dân tộc. Xin chúc cho gia đình chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công trong ngày hôm nay. Ba gia đình sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Gia đình anh Trí đến từ Vũng Tàu sẽ thi thứ nhất, và gia đình của Bắc Tuấn là thứ hai, gia đình Kỳ Phương là thứ ba. Trải qua một cái tuần thi á, bây giờ tiếp tục là một lần thi thứ hai là vòng thi tháng. Thì thực sự mà nói là tinh thần anh em là chính, anh em như giống như đồng đội của mình.
thì coi như là yêu nghệ thuật, coi như đến với nghệ thuật bằng cái tình cảm, cho nên là anh em mới là cùng họp lại và tiếp tục tham gia cái vòng thi tháng này. Cho tới 9 giờ xong bắt đầu về anh em về ngủ đúng 3 giờ anh em dậy hết. Ngủ ráng thêm nửa tiếng nữa. Rồi là tập trung một chỗ, xe đi tới từ nhà nước từ người. Bắt đầu lên đường là 5 giờ sáng đúng. Nhà giàn DK1, Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, được gọi với tư cách là cột mốc chủ quyền đặc biệt của quốc gia trên biển, thành lập ngày 5 tháng 7 năm 1989. Nhà giàn tồn tại hiên ngang dưới biển Đông như một bằng chứng lịch sử về ý chí kiên cường bám trụ, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ nhà giàn, dù đó là nơi khó khăn, gian khổ nhất. Sóng gió và sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Trong tranh màu trên trông, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông. Nắng gió mà nắng gió, lính nhà giàn thế không ngại khó. Mưa giông mặc mưa giông, lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng. Giữa chung khơi vẫn say ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời. Lính nhà giàn là thế đó, là thế đó. Mấy châu hoa luôn sao cả vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà, có mẹ già và con thơ. Câu hò chỉ hát ru, giữa chung khơi vẫn say đời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời. Lính nhà giàn là thế đó, lính đàn ca sao ngân nga, gửi mùa xuân đến với quê nhà, giữa biển trời bao la. Biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó, chúng tôi là thế đó. Cánh chầu hoa luôn rao ca, vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà, có mẹ già và con thơ. Âu ơ chỉ hát ru, giữa chung khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó, lính đàn ca sao ngân nga. Cưới mùa xuân đến với quê nhà, giữa biển trời bao la. Vượt trên ngọn phong ba, giữa biển đảo quê ta, vùng vang lên bài ca. Giữa mùa xuân quê nhà. Anh ơi, nơi đất liền, quân và dân cả nước luôn hướng về biển đảo thân yêu. Lần này gặp lại thì cũng hơi bất ngờ, so với thi tuần là đã tiến bộ về cách hát, đã hát chắc hơn. Quan trọng nhất là khơi dậy được cái tình yêu thương và cái cuộc sống ở biển đảo. Các bạn nữ thì cũng tập trung hơn nhưng đôi lúc vẫn bị mất tập trung. Cái quan trọng nhất là trong cái cách thể hiện bài hát thì chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên chúng tôi là thế đó thì Thanh Hoa muốn là các bạn đừng giống nhau như thế. Bởi vì chúng ta nhắc rất nhiều lần chúng tôi là thế đó. Có thể chúng tôi là thế đó, có thể là nói, có thể là chúng tôi là thế đó. Tất cả mọi các bạn thể hiện mỗi một lần chúng tôi là thế đó, nó khác nhau. Mà cái đó lại là cái để gây ấn tượng. Hơi tiếc một chút. Có một điều việc muốn lưu ý để chúng ta chỉnh chu hơn nữa là lúc nào chúng ta ra sân khấu á, chúng ta cũng định hình là sân khấu ở đâu là giữa. Giống như mình thấy cái logo ở đây hoặc là ở cô Tinh Hoa là ở giữa sân khấu nhất, thì chúng ta sẽ dàn quân á, cái đội hình của mình cho nó cân. Nếu mà tinh ý một tí xíu thì tất cả mọi người đều nghiêng về hướng bên này nhiều. Chúng ta phải bước qua bên này một bước thì đội hình chúng ta sẽ đẹp hơn trên sân khấu. Theo Đức Thịnh thì đây là một tiết mục rất là hoàn thiện, xuất sắc. Bởi vì cái điều quan trọng nhất nó vẫn là cái xúc cảm
các bạn hát một cái bài hát hào hùng nhưng lại mang rất là cái không khí rất là nhẹ nhàng. Thứ hai là cái cách phối mà màu ở trên sân khấu á, nó rất là đẹp và nó dễ chịu. Mọi thứ nó đều hòa quyện vào nhau, nó tạo ra một cái tiết mục rất là sống động và lôi cuốn. Từ 7 ra mà bây giờ mới tới đây vì là tắc đường. Thôi tối tập tới mấy giờ mới nghỉ? Tối tập đến 10 giờ mới được nghỉ, về 1 giờ mới sang. Con ơi các bạn, tận này bây giờ sao? Giờ có người bỏ cuộc không? Không! Lại thành tốt chiến thắng! Lại thành tốt chiến thắng! Mấy cô nấu mới... từ mấy giờ tới giờ? Sáng sớm nấu là nấu từ 2 giờ sáng. Đi 2 giờ sáng thôi. Đây đây đi con đi. Giò nó còn nóng. Đây còn giò nó sôi. Chúng vui là vui, không bỏ công coi như là cả nhà. Vui là chính, được giải thưởng càng vui. Vui 100%. Nếu mà có giải thưởng thì 100 nhân viên nở. Ai mua hoa không? Ai cốm đây? Ai cốm vòng đây? Ai bên trên bánh dày giò chả đây? Bác ơi, mua rau bác ơi. Ai bên cuối nè? Ai mua rau đây? Rồi ngày hôm nay chợ vắng thế. Chợ hôm nay buồn quá. Mùa mưa mà. Mưa gió đâm ra là mưa quá rồi chị em ơi. Mưa rồi. Chị em ơi, về thôi. Chuẩn bị về thôi. Về thôi. Trời ơi, trời mưa. Trời mưa mà còn cố làm cái gì? Nhanh lên. Con sao bé bồng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sương, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Con sao sang sông và gió. Gia đình đứng đầu đình, chỉ hai nghèo, chỉ hai buồn, chỉ hai cô đơn, chỉ hai khóc. Chẳng chẳng chi đi đâu, bỏ lại già sầu cho em, bỏ lại dòng sông. Câu này có lẽ rất hợp với nhà mình là rừng càng già càng cay. Ở đây chúng ta không đến với âm nhạc bằng hình thức, bằng ngoại hình. Ở bài này thì tính nghệ thuật rất là cao nhưng mà rất là khó bởi vì bè bối. Và Thanh Hoa rất là thích, chỉ có một chút tiếc, ví dụ như là cái chỗ mà yêu nhau quấn quýt lá châu cao thì nó sẽ rung động hơn. Là tất cả chúng ta đang, tất cả cái nhà đồng ca chúng ta đang hát tốt như thế, nhưng khi cái giọng hát để một mình
xong rồi đến top đơn ca nam hay là yêu nhau quấn quýt lá châu cao, xong nữ đáp lại là thương nhau hóa đá đã chờ nhau, thì nó sẽ ấn tượng hơn. Thanh Hoa nghĩ là chỉ một chút thế thôi thì cái bài này nó sẽ hoàn thiện. Cái mở đầu thì các chị đã tạo ra được một cái bức tranh rất là sông Hồng của Hà Nội. Những cái tiếng giao bán thật là thân thương, và có lẽ chỉ có những người đã đi qua sông Hồng, những người đã ở sông Hồng mới thấu hiểu được cái tiếng giao nó lành lót như thế nào, và nó đi vào cái nỗi khắc khoải của người xa quê nhớ như thế nào. Có một điều thổ lộ với gia đình biết là cô Thanh Hoa nói rằng lâu lắm mới cô Thanh Hoa mới xúc động như là xúc động tiết mục vừa rồi. Thật sự thì gia đình nào cô Thanh Hoa cũng nói vậy hết á. Bây giờ tất cả quý vị cứ mở tất cả băng trong 2 năm làm giám khảo xem là Thanh Hoa xúc động được mấy lần ạ. Mà nếu Thanh Hoa hy vọng là tất cả các gia đình đều đem đến cho Thanh Hoa một niềm xúc động như thế, thì chương trình Gia đình tài tử của mình sẽ là một điểm sáng trong văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Dạ cô nói hết rồi, cháu không nói nữa. Việc có một chút ngỏ ý với gia đình, chúng ta hát quá nhiều những cái đoạn mà tốp ca, chúng ta nên chia ra từng đôi, hoặc là có những lúc mà mình đơn ca xong rồi vào tốp ca thì nó sẽ có những cái điểm nhấn nhiều hơn. Việc vẫn thích nhất là mấy cái con chim sáo á, sổ lồng bay xa, nhưng mà Việc nghĩ rằng bay xa nhất cũng phải bay vào cái giải của năm thì mới xứng đáng. Xin chúc mừng gia đình. Thật sự mà nói thì hôm nay tôi thấy rằng trong đội hình chúng ta rất là đông, mà đông thế này rất là khó quản lý. Chúng ta đã trình bày quản lý được rất là chặt chẽ. Tôi thấy rằng có nhiều người cũng lớn tuổi, nhiều người nhỏ tuổi, nhưng mà nhắm mắt lại thì thấy ai cũng trẻ hết. Và giọng hát chỉ có một chữ thôi, tuyệt. Thì đội hỗ trợ chúng em thì sau khi mà vòng tuần đã xong thì bây giờ về xem lại tivi thì cũng nghe được bà con lối xóm có ý kiến, thì tụi em cũng đã có thêm được nhiều cái ý tưởng mới để dành cho tiết mục để trong vòng thi tháng. Thì hy vọng rằng sự trở lại này của vòng thi tháng thì chúng em sẽ mang lại cho quý vị một cái sắc thái mới và một cái sự biểu diễn nhiệt huyết hơn. Hy vọng là nhận được rất nhiều sự cổ vũ của quý vị khán giả tại trường quay cũng như là tất cả mọi người. Sau khi đã biết những đối thủ của mình ở cái vòng tháng này thì bây giờ chúng tôi cũng đã sẵn sàng quyết tâm để mà có thể nói thẳng là chiến đấu đến cùng. Cả gia đình chúng ta hãy cùng mà thể hiện ý chí của mình được không ạ? 1, 2, 3, chiến thắng! Mới đang chờ sức người dung sôi.
trong đất đỏ, nghe báo đổ nhường hồng đã bao lần, mặt đất lên xanh chờ người nhanh tay bón cho hạt lúa vàng nắng chiều. Những sương đó cùng anh hùng, mặt đất ung dung cùng người chung sức bơi, giang rộng chân trời rạng rỡ. Những mùa xuân tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi. Từ chân tháng hôm nay, ta xây lại bằng Đức Thịnh cảm thấy là phải nói là thật là tiếc là chỉ có một đội vào vòng thi quý. Thịnh thấy cái tiết mục này đó, Thịnh có một cái ấn tượng rất là sâu sắc ở cái chỗ là không hiểu sao cái bài này nó rất là bình lặng này, nhưng mà các bạn lại thể hiện ra được cái chất kịch tính trong cái lịch sử. Tức là ngay từ cái dàn dựng đầu tiên mà khi mà chú cầm cái khăn rằn mà chú đi ra, chú diễn rất là tốt, con dựng kịch rất là nhiều rồi. Cũng thấy được vài nghệ sĩ làm này, nhưng mà hồi nãy chú cái cách mà chú nâng cái khăn rằn lên nó có một giá trị rất lớn đối với con. Con nghe hát và con cảm nhận được rất là rõ một cái chuyện rất là lớn trong giá trị lịch sử của mình, là để có cái cây lúa ngày hôm nay, để có cái cánh đồng ngày hôm nay là bao nhiêu người đã ngã xuống. Chính vì là nó có cái chất kịch tính cho nên Đức Thịnh cũng muốn góp ý một chút xíu nữa này. Hai cái nhân vật mà đầu tiên mà bước ra ở đây nè, phải cố gắng khống chế là cái cơ mặt của mình và ánh mắt của mình, bởi vì đang ở trong một không khí đó mà cái chỉ cần một cái liếc mắt của mình, cái đảo mắt đi này, đảo mắt này, nó sẽ phá hết cái không khí đó. Nên chúng ta phải làm chủ được điều đó. Khi mình ra đã nói kịch tính rồi, mình ra phải có nhân vật, còn lại tất cả mọi thứ đều gọi là hoàn hảo. Và nó hát nó rất là đầy cảm xúc và nó mang tới một xúc cảm cho Thịnh rất là lớn. Dạ, dù cho chỉ một đội vào thôi, nhưng mà việc tin chắc chắn rằng chú sẽ về đội của anh Thịnh, lại vì anh Thịnh đang dựng một cái vở kịch và rất cần một cái người ở tuổi như chú. Chú có cái gì nói thẳng luôn lúc này để anh Thịnh trước ba quân tướng sĩ và ban giám khảo cũng như là khán giả để cho anh hứa. Chứ không là anh hay quên lắm. Quốc Thịnh à, nhớ nha. Tất cả những cái giọng ca chúng ta, giọng ca nam cũng như giọng ca nữ rất là tốt. Mình có thể hát đơn ca rất là tốt. Nhưng mà mình phải nhớ rằng đây là mình hát chung một đội nhóm. Thì có lúc mình hát bè, có lúc mình phải nâng người khác lên. Bởi thế cho nên chúng ta phải biết tiết chế để quyện vào những cái bè và đẩy những cái người hát chính trong những cái đoạn nào đó lên. Bài hát các bạn dựng rất là nhiều sáng tạo. Thanh Hoa nghe bài này rất nhiều người hát. Quả thật là cái cách hát của gia đình nhà mình mang một cái riêng, làm cho cái bài hát nó luôn luôn không bị nhàm chán, bởi vì có nhiều sự thay đổi trong cách hát. Mở đầu ra giọng của bạn nữ hát đoạn đầu rất hay. Tiếp theo đó là ra vào của từng tốp nam, tốp nữ rất là hợp lý. Thanh Hoa cũng như là Thịnh cũng rất xúc động khi mà cái hình ảnh, cái khăn rằn nó đại diện cho cái bất khuất, cái kiên cường của người phụ nữ cũng như đại diện cho Nam Bộ. Xin được chúc mừng. Đầu tiên, tiệm của đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đội gia đình anh Trí. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, chính. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa,
9 và đạo diễn Đức Thịnh 9,5. Số điểm dành cho gia đình Bắc Tuấn, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5 và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh 10. Điểm dành cho đội đến từ Bình Dương, Vũ Quốc Việt 9,5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 10. Khả năng sáng tạo, đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, gia đình anh Trí, Quốc Việt 9,5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5 và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh 9,5. Số điểm dành cho gia đình Bắc Tuấn, Vũ Quốc Việt 10, Nhân Nhân Thanh Hoa 10 và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 9,5. Hai con 10 liệu ở bên đội Bình Dương chúng ta có mấy con 10 đây? Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5 và đạo diễn Đức Thịnh là 10. Tổng số điểm dành cho ba đội như sau: gia đình của anh Trí đến từ Bà Rịa Vũng Tàu là 56 điểm, gia đình của Bắc Tuấn đến từ Bà Rịa Vũng Tàu luôn là 58,5 và gia đình của chị Phương đến từ Bình Dương là 58. Chúc mừng cả ba đội. Tôi xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh sẽ lên trao kỷ niệm trường cho hai đội. Xin mời nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa sẽ trao chiếc vé bầu thi quý cho đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, gia đình của Bắc Tuấn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình Gia Đình Tài Tử đến đây xin phép được tạm dừng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tấm vé vòng tuần sau sẽ thuộc về gia đình nào đây? Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Chương trình do công ty MCV thực hiện.